Khi các bạn mua một mẫu CPU của AMD về thì sẽ có rất nhiều câu hỏi xung quanh các bạn. Ví dụ như các bạn phải lựa chọn mẫu bên nào sao cho phù hợp, các bạn lựa chọn bộ nguồn ra sao và khi sử dụng thì hiệu quả mang lại sẽ như thế nào. Mình sẽ trả lời từng câu hỏi một chút. Thì đầu tiên sẽ nói về cái vấn đề liên quan đến CPU đi. Đây là CPU AMD Ryzen 9 5950X. Chúng ta sẽ có mẫu CPU có 16 nhân và 32 luồng xử lý. Xung nhịp mình nhìn thấy ở đây, đó xung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 4.9 GHz. Đây là một trong những cái mẫu CPU có thể nói là mạnh nhất ở trên desktop để anh em có thể mua được và sử dụng cho vấn đề chơi game và livestream. Vậy thì lựa chọn mẫu main sao cho phù hợp? Thì ở đây mình đã lựa chọn mẫu main tới từ ROG RG Crosshair. Thì cái mẫu main này mình đảm bảo với anh em luôn sẽ gánh hoàn toàn tốt dành cho mẫu CPU AMD Ryzen 9, bởi vì khi các bạn nhìn vào đây, hệ thống cấp điện cho CPU cực kỳ tốt, những cái khả năng tản nhiệt sẽ cực kỳ ấn tượng, và đặc biệt sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin và đảm bảo cho anh em cái mẫu CPU này nếu anh em muốn ép xung thì vẫn có thể hoạt động một cách ổn định. Và đây là những cái dòng bo máy chủ rất là xịn sò đến từ Asus, nên kể cả bộ chipset cũng có được hệ thống quạt nữa, mà hơi tối nên có lẽ mình sẽ không quay được cho anh em. Rồi, quay trở lại vấn đề với CPU. Thì đối với CPU của AMD, một mẫu CPU trông rất nhỏ thôi, chúng ta có 16 nhân, thế nên sẽ không thể nào có một cụm nhân mà trong đấy chứa 16 nhân được, mà các mẫu CPU của AMD sẽ đều sử dụng đó chính là Infinity Fabric, tức là ghép nhiều cụm nhân CPU lại với nhau. Và để được cái cụm nhân đó có thể hoạt động được thì sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào RAM, tức là cái bus RAM càng cao thì mẫu CPU sẽ càng mạnh. Thì thông thường các bạn sẽ lựa chọn những cái thanh RAM có mức giá rẻ, khoảng bus RAM khoảng 266 đến 3000. Thì mình đồng ý một điều là sử dụng mẫu RAM đấy thì không sai, nhưng nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta lựa chọn những cái thanh RAM xịn sò hơn thì cái hiệu quả mang lại sẽ cực kỳ cao. Và mình sẽ lấy ví dụ luôn, ở đây là mình đang có một kit RAM đến từ ZQ Trident Z. Nó không phải Trident Z các bạn nhìn thấy thông thường, và đây sẽ là Royal Eli. Đó, các bạn nhìn là họa tiết thì đây những cái họa tiết kim cương là vô cùng đẹp mắt. Chúng ta sẽ có hai bộ hoặc là hai màu, thì ở đây mình đang có màu vàng và các bạn có thể tìm trên mạng, chúng ta sẽ có một bộ màu trắng nữa. Thì mình nhận xét sơ quan vào hình thức thì ZQ Trident thì chúng ta đã có những cái nhận xét quá là rõ ràng rồi, là một trong những cái kit RAM đẹp nhất thế giới luôn, và chúng ta sẽ có những họa tiết giống như các loại kiểu là Trident Z bình thường thôi. Ở đây là thêm những cái kiểu là kim cương nữa, và khi gắn vào bộ PC sẽ cực kỳ đẹp. Về tông màu của bộ PC thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Thì ở đây là màu vàng, các bạn có thể chọn gọi là vàng đen, hoặc là có thể sử dụng trong bộ trắng gọi là đen trắng. Nói chung là với những cái thiết kế đẹp này các bạn sẽ lựa chọn cực kỳ dễ. Về mặt hiệu năng thì sao? Thì ở đây kit RAM đây sẽ một thanh sẽ là 16GB và hai thanh chúng ta sẽ có tổng dung lượng là 32GB. Các bạn có thể mua tổng cộng 4 thanh để nâng cái tổng dung lượng RAM của bạn lên là 64GB RAM để có thể sử dụng. Thì mình sẽ nói đến cái bus RAM 4000 sẽ làm được những gì. Đầu tiên sẽ là về phần hiệu năng của CPU, khi mà mang lại cho cái băng thông cho CPU hoạt động là cực kỳ tốt. Khi các bạn sử dụng những bus RAM kiểu thanh RAM bình thường, bus 3000, bạn nâng lên 4000, các bạn cũng có thể cảm nhận được là cái tốc độ các bạn thay đổi khi các bạn sử dụng những cái tác vụ liên quan đến làm việc. Và cụ thể hơn nữa đó chính là liên quan phần mềm Adobe After Effects. Khi các bạn đẩy bus RAM lên cao thì khi các bạn preview cũng sẽ mượt mà hơn, và các bạn có thể nhìn thấy project ở trên màn hình. Mình add vào đây cực kỳ nhiều những cái plugin rồi, các bạn có thể nhìn thấy là vô cùng mượt mà. Thì đấy là cái tác dụng của cái vấn đề nhiều RAM và bus RAM cao, các bạn preview sẽ vô cùng mượt. Thì chuyển sang Adobe Premiere Pro thì sao? Đối với Premiere Pro thì lượng RAM 32GB là có thể đủ được, và bus RAM cao cũng giúp các bạn gọi là giao tiếp giữa CPU và GPU được mượt mà hơn. Bây giờ đa số anh em sử dụng kiểu GPU để hỗ trợ encode video rồi, làm gì còn anh em là sử dụng mỗi CPU, đúng không? Đây là một điều rõ ràng. Còn nhắc đến một khía cạnh khác, đó chính là khía cạnh chơi game thì sao? Thì mình đã test qua 3 tựa game, thì cụ thể những cái tựa game như Shadow of Tomb Raider, Horizon Zero Dawn và thậm chí là Dota 2. Tại sao mình lại test cả thêm cả Dota 2? Bởi vì vốn dĩ cái tựa game này là một trong những cái tựa game MOBA tương đối nhẹ, thế nhưng cái khả năng tận dụng phần cứng ấy sẽ là một vấn đề chính, bởi vì cái giới hạn FPS chỉ là 240, mà để đạt được hơn 200 FPS đôi khi là hệ thống các bạn đủ mạnh thế nhưng không thể nào mà đẩy lên được đến 200 FPS. Đó chính là do thanh RAM các bạn không đủ băng thông để CPU các bạn giao tiếp với GPU. Thì đối với hệ thống mình đã lắp thêm thanh RAM 4000 và mình đẩy bus RAM lên 4000, thì câu chuyện đó được giải quyết khi mà FPS luôn trên 200 mà mình test trên độ phân giải 2K. Còn các tựa game còn lại các bạn nhìn thấy dĩ nhiên GPU sẽ bị loát 100% và mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm là cực kỳ tốt. Và đấy là những cái mà mình muốn nói tới để dành cho anh em trong video ngày hôm nay. Thì nếu anh em nào mà quan tâm đến những cái thành phần linh kiện khác thì mình cũng sẽ nói luôn là để tản nhiệt được cho CPU AMD Ryzen 9, mình đã sử dụng tản nhiệt nước tới từ NZXT luôn, một bộ tản nhiệt nước Kraken. Tất nhiên phải dùng những cái hệ thống tản nhiệt nước All-in-One thì mới có thể tản nhiệt được cho mẫu CPU này. Nếu như sử dụng tản nhiệt khí thì chắc chắn sẽ không thể nào tản nhiệt được. Về phần card họa sẽ là RTX 3080 Ti Game Rock. Thì về mặt tại sao mình lựa chọn Game Rock, anh em biết rồi đấy.
vì tương đồng với thiết kế, cả hai đều có những họa tiết kim cương cực kỳ đẹp. Thật ra thì cái đẹp của họa tiết kim cương này sẽ tùy những người đánh giá, có những người đơn giản thì người ta thấy là cũng bình thường, còn đối với những bạn nào mà thích màu mè, thích RGB một chút thì đây sẽ là một trong những thiết kế là cực kỳ đẹp. Và vỏ cây sẽ là H710 đến từ NZXT luôn. Thì lý do mình chọn vỏ cây này bởi vì là cạc bản thân đấy cấp cực kỳ dài và phải cần thêm những cái vỏ cây như vậy, và vỏ cây cũng có sẵn những cái quạt để có thể tản nhiệt airflow tốt hơn. Thông tin chi tiết về tất cả sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Các bạn đánh giá sao về em CPU AMD Ryzen 9 5950X kết hợp với RTX 3080 Ti và được bổ trợ bởi 2 thanh RAM GQ Trident Z Royal Elite này? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.